Nói chung là bệnh cầu thận thì cũng kém hơn. Quan trọng trong cái bệnh cầu thận thứ nhất là bài suy thận mạng. Khi cái tên bài là trước đầu được gọi là suy thận mạng, mà sau này thì không gọi chữ mạng đó là mạng đời rồi. Mạng đời là sao? Tiêu rồi đó. Thế sau này là nói là bị suy thận mạng đó, nó tiêu rồi suy thận bị mạng đời. Nên sau này không dùng từ mạng mà phải làm tất cả những mạng đó là cái gì? Bị mạng tức là người bệnh làm sao bệnh sốc chung với bệnh đó, không cùng với bệnh đó. Thì trước đây dùng cái từ là suy thận mạng, nhưng mà ta thấy là cái bệnh hay lớn một này, thứ nhất là có gì, có suy thận, thứ hai là gì, mạng tính. Yeah. Thì tìm khi nào bệnh được gọi là suy thận, đỉnh nhất cái căn bệnh nó gọi khi nào là suy thận. Đã chết cái căn bệnh nó dựa vào gì? Dựa vào gì? Độ lọc cầu thận. Thì khi độ lọc cầu thận giảm, đang giảm đến mức nào đó nó không có đủ chức năng nữa, biểu hiện xuất hiện là nó gọi là gì? Suy thận, suy thận. Thì suy thận mạng là mạng giảm độ lọc cầu thận. Mạng tính là khi nào? Là khi kéo dài trên 3 tháng mà lưu ý là kéo dài 3 tháng kỳ thì đánh giá nhận là cầu thận. Thì bắt đầu nó xác định là đầu cầu thận giảm là khi độ lọc dưới 60 phút giảm và kéo dài trên 3 tháng thì gọi là suy thận mạng, không dùng mạng. Và một điều lưu ý đó là trong suy thận mạng này thì khi nó giảm độ lọc cầu thận rồi thì sẽ không hồi phục lại, mà không hồi phục lại được rất là là gì, rối loạn nước thì sẽ không màn kiểm do, không kiểm do tự động phóng đường trong máu. Thì cái điều này những bạn thấy là nó sẽ rất là quan trọng cho các bạn, là khi các bạn đi thăm sàng và hỏi ghi trong tiền sử bệnh nhân đã được chẩn đoán suy thận mạng gì đó, được gì đó, thì khi bạn đã xác định bệnh nhân suy thận mạng rồi thì bạn không cần thiết phải phân biệt nó với một bệnh lý khác nào nữa. Tại vì suy thận mạng rồi thì sẽ sao, sẽ không hồi phục lại, kể cả khi bệnh nhân được chấp thuận ha. Đây là một cái sơ đồ. Cái này thì cái hình ảnh sơ đồ này thì người ta diễn đạt cái người ta diễn đạt các phương pháp điều trị cho cái thận theo từng năm ở năm. Nhưng mà cái này thì tôi chỉ cần nhìn các bạn nhìn cái số lượng là nhân cần phải dùng phương pháp điều trị đó là thì trong vòng 20 năm năm sau anh càng dốc đi lên, đúng không? Càng dốc thì càng ngày càng nhiều lên, càng nhiều. Đây là cái hình ảnh diễn đạt là suy thận, trong đó nó dùng tại sao nó không nhiều. Thế thì cái còn nổi lên là suy thận mạng giai đoạn cuối, còn nổi lên và người ta nói là có rất bạn sẽ đi làm sàng và gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân biết mình suy thận, nhưng đã lúc mà vô viện phát hiện ra thì đã suy thận mạng giai đoạn cuối, nhưng mà giai đoạn cuối. Và thứ hai nó còn nổi lên là cái vấn đề là tập trung trong điều trị bệnh nhân suy thận thì người ta hay là điều trị giai đoạn này mà thấy ở lâu báo đang là bệnh viện A triển khai ghép thận, bệnh viện vì đâu huyện đâu Sài Gòn triển khai lọc máu hay đau bốt mạng hay trạm y tế đâu triển khai cái vấn đề đó, thì tất cả các cái triển khai kỹ thuật đó thì nó chỉ là hỗ trợ cho nhóm bệnh nhân gì suy thận mạng giai đoạn cuối. Và vấn đề quan trọng hơn hết, người ta nói đặt vấn đề là khi bệnh nhân suy thận rồi mà cái mạng giai cuối nó làm tốt đến đâu thì cái chất lượng cuộc sống bệnh nhân đó nó giống như chiến cấp ba như thế này, giống như cái bài như thế này. Thì người ta đặt vấn đề là bây giờ là làm cách nào để mà điều trị bệnh này thì không điều trị hết thì nó khi mà nó đã bị suy thận rồi thì bắt đầu nó sẽ dẫn đến giai đoạn cuối. Thì cách điều trị thế nào? Cái việc thứ nhất quan trọng nhất là các bạn sẽ ngăn đưa đến suy thận là quan trọng. Vậy muốn ngăn đưa đến suy thận thì phải sao? Phải điều trị kiểm soát cái bệnh lý gì nguyên nhân gây suy thận. Thứ hai là khi bệnh nhân đã suy thận rồi thì phải làm cách gì? Kéo dài khoảng thời gian. Cái này ví dụ như bệnh nhân đã suy thận giai đoạn sớm thì mình phải kéo dài một thời gian để chuyển qua giai đoạn muộn rất là lâu. Nên khi các bạn sẽ đọc cái thống kê ở Mỹ hàng năm
thì nguyên nhân gây bệnh tật nạn nhiều nhất là đái tháo đường. Nhưng nhóm bệnh nhân lọc máu mà nguyên nhân cho đái tháo đường thì rất ít, rất ít. Tại sao vậy? Tại vì những người đó đái tháo đường bị chứng thật thì khi đưa đến giai đoạn đưa đến là khi nặng thì chính nhiều nhất hoặc là bệnh tật nạn nhiều nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian người ta kéo dài thời gian ra thì đến những lúc của bệnh nhân chưa đến giai đoạn lọc máu, bệnh nhân đã sao chưa đến giai đoạn lọc máu đã đạt 110 đủ rồi thì nó phải chết từ lý khác trước khi bước vào lọc máu. Cái đó là nguyên tắc trong điều trị đây thì mình phải lưu ý. Chính vì thế mà năm 2002 thì Hội Y học Nam Kỳ người ta họ đã tham ý đưa ra một cái định nghĩa mới, thì trong cái cuộc hội nghị này nó đã đưa ra nhiều vấn đề, trong đó có sự thống nhất trong phân giai đoạn phân độ, để khi mà các bạn muốn đăng báo tạp chí quốc tế thì bạn phải dựa vào bạn đó. Thì trước khi hội nghị 2002 ra đời thì có đến mấy chục cái định nghĩa bệnh nhân bị giảm lọc máu, có mấy chục cái định nghĩa thì ta đăng bài báo lên định nghĩa ông này định nghĩa thế nào giảm lọc tận kia định nghĩa, nên không có một sự thống nhất và cũng không thống kê được là bệnh nhân này lúc nào giai đoạn nào. Nên sau cái bài báo này thì người ta thống nhất một cái định nghĩa mới là bệnh ở mẹ. Các bạn có thấy một định nghĩa là hết cái sinh động mẹ là gì? Mất cái sinh động thì nó bao gồm hai phần. Thứ nhất là chức năng thận giảm, cái dạng như ba tháng là suy thận trước đây nhưng mà tại sao nó gọi là bệnh, tại vì nó có một phần ở trên là những bệnh lý nguyên nhân có thể đưa đến gì suy thận đó thì cơ bệnh đó là gì, là những thận bị tổn thương cái dài trên 3 tháng. Và định nghĩa tổn thương này là định nghĩa là bất thường về cấu trúc hoặc chức năng thận có thì không có kèm theo nhỏ là bệnh thận. Thì các bạn sẽ nói chuyện gì trong trận đó bệnh thận mạng có hai cái thì đó, thứ nhất hai tiêu chí tiêu biết nhớ là thứ nhất là có những là còn cần là dưới 60 là ok không cần thiết phải chứng minh gì cả, nhưng nếu như độ lọc trên 60 thì bạn muốn kêu nó là người bạn thì bạn phải chứng minh được là nhân ra có gì bất thường về cấu trúc và chức năng thời gian trên 3 tháng thì mà chúng ta lưu ý trong cái vấn đề này. Nguyên nhân của bệnh thận mạng này hoặc như mạng có nhiều nhóm, ví dụ nhóm bệnh động mạch, đái tháo đường, bệnh cầu thận, nhiễm trùng tắc nghẽn, bẩm sinh, gia đình, di truyền, rất nhiều nhóm nguyên nhân. Thì trong nhóm nguyên nhân này thì bạn sẽ thấy ba cái nguyên nhân hay gặp nhất trên lâm sàng. Thứ nhất là cao huyết áp. Thứ hai, nhóm thứ hai là đái tháo đường và nhóm thứ ba là bệnh cầu thận. Trên sàng là gặp ba nguyên nhân đó. Thì bạn lưu ý là cái nhóm nguyên nhân là cao huyết áp thì bạn khai thác là tiền sử bệnh nhân này khai là tôi bị cao huyết áp, thì lúc đó các bạn sẽ đặt vấn đề ra bệnh nhân này là cơ cao huyết áp của bệnh nhân này có khả năng là vô can hay là gì hay dưới huyết, thì bạn phải biết được là những trường hợp nào nghĩ bệnh nhân nó cao huyết áp, được chưa? Ví dụ một bệnh nhân nó khai là tiền sử tôi bị là cao huyết áp thì các bạn đang tìm được là bệnh nguyên nhân này nghĩ là do cao huyết áp thì bạn lúc đó bạn đặt câu hỏi là vô can hay là dưới huyết để mình xem xét nguyên nhân là như thế nào. Thứ hai là đái tháo đường thì các bạn sẽ xem thêm phần là biến chứng của đái tháo đường. Dùng thay thế tiền sử bệnh nhân đó là tôi bị đái tháo đường một năm rồi, bây giờ bị vô sinh thận thì có khoảng thời gian một năm có đủ đưa đến gì sinh thận hay không, đúng không? Thì các bạn học bài biến chứng của đái tháo đường và cái nào người ta nói là sau 10-15 năm 20 năm thì nó mới biến chứng, thì mình phải coi là từ đó hoặc là bệnh cầu thận thì có những bệnh cầu thận dài bệnh cầu thận thì nó sẽ có cái gì rõ ràng nó sẽ đáp ứng sẽ có cái bài này nha. Thì còn những nếu nguyên nhân là nhiễm trùng tắc nghẽn thì cái này thường là mình khai thác tiền sử rất là rõ ràng ha. Cơ chế bệnh sinh trong này nhắc đến ba cái phần cơ chế bệnh sinh. Thứ nhất là liên quan đến giải thích tại sao bệnh nhân có bị gì cũng sinh thận. Thứ hai là cơ chế sơ hóa bệnh thận và thứ ba là xử lý bệnh của những người có tăng cao vấn đề trong này. Thì biết cái đông nguyên mẹ này đã được đề xuất rất là lâu rồi, rất là lâu và đâu đây cái này các bạn có thấy là cái đầu tiên sơ đồ thì cái
cái nhóm của bệnh nhân viên bệnh nhân bị một vấn đề gì đó, ví dụ bị bệnh nguyên nhân đã có đường đau thắt hoặc là bị tai nạn gì đi, ta bị cắt hết mắt thần chỉ còn có một lần được chưa, thì khi một người sinh ra trong đời vừa bước ra có cái thoát chào đời thì cha mẹ cho bao nhiêu ly lông thì sao, có sinh ra thêm cái nào mới không, không sinh thêm cái nào mới, không sinh cái nào mới thì có bao nhiêu người, bao nhiêu mà số lượng ly lông này các bạn biết là không phải là tặng này giống tặng kia mà dao động rất lớn như mọi người đang muốn làm tiếng. Với người sinh non thì số ly lông thấp hơn, ít hơn so với người sang tuổi khác thôi. Vậy thì có bao nhiêu ly lông mà nó bị mất một số hết chứ, thì để đạt được chức năng thận thì những cái ly lông còn lại sẽ sao, tăng hoạt động lên bù đắp, tăng hoạt động thì để tăng hoạt động thì nó tỷ lệ về cấu trúc ha, tỷ lệ cấu trúc tăng hoạt động về chức năng, sau đó một số ly lông nó sẽ tiếp tục nó bị sơ hóa ha, nó sơ hóa rồi nguyên nhân từ khi mất ly lông vẫn còn dẫn đến một lúc nào đó số lượng ly lông còn lại sao, không đảm đương sự chức năng của thận thì sẽ xuất hiện triệu chứng của suy thận mạn, xuất hiện triệu chứng thận mạn. Thì trong đó quá trình là sơ hóa của phòng thờ bản thận, bạn thấy là hai con đường giống nhau đấy, từ viên là tăng sinh rồi sơ hóa, thì tăng sinh sơ hóa. Một cái sinh lý bệnh trong này nhắc đến là sinh lý bệnh của hội chứng u lên khó khăn, cái từ này để các bạn thấy là bạn rất hay lầm lẫn trong cái này, kể cả khi mà nhiều bác sĩ ra trường rồi vẫn thấy lầm lẫn này. Cái chuyện hội chứng ure khó khăn làm cho mình để ý đó là những biểu hiện của hội chứng này do gì, do một phần ure tăng, do một ure tăng. Tuy nhiên người ta nói là mặc dù ure và rễ thiên nhiên thường được sử dụng để đánh giá bệnh nhân có những chức năng thận hay không, nhưng mà hai chất này á tức tụ lại trong máu thì nó không gây biểu hiện lâm sàng của biến chứng khó khăn. Và những cái hiện này do hàng trăm chất độc khác ứ lại trong máu khi bệnh nhân bị suy thận. Có một cái thống kê review năm 2012 nhé, đây là các bạn cuốn sách các bạn có cái bản này, dù đi đi trắc nghiệm là mỗi loại chất này nhóm nào từ bao nhiêu, 45 chất có chưa, kiếm gì là thiếu rồi nha, sẽ gửi cho nhóm trưởng này nhà. Hỏi chất này là nhóm nào ha, thuộc nhóm nào nè, hay là nhóm ha, trọng lượng thật đổi không, không phải thì coi mọi bỏ qua. Thì bạn thấy là đây là cái bản dưỡng chất đó là lượng tử nhỏ, thì trong cái bài review này 2012 thì nó sẽ còn nếu còn nghiên cứu nữa thì nó sẽ đưa tiếp những chất này ngăn cản chất. Thì đây là người ta chia đây là những chất trong lượng từ nhỏ 45, thì cái mục đích chia cái này trong cái bài này là người ta chia là những nhóm chất, thì đây là những chất sẽ dễ dàng vào qua màng đó, qua cái cầu thận, qua cái quản lọc ra quản lọc, tức là bệnh nhân từ lọc nhân thận nhân tạo đó, thì đây là những chất dễ dàng qua. Bạn thấy là 45 chất rồi, trong này có ure về viên nằm trong này, ure về viên nằm trong cái nhóm này. Đây là những chất liên quan rồi, đầu tiên thì 25 là bạn dương 70, đây là bạn những chất trong lượng tính bệnh 22 chứ 2 và còn những bạn khác nữa. Thì tôi chỉ góp một số bạn qua thì bạn thấy là khi cần giao dịch sinh thần không phải chỉ cái gì u rê rệ đi ứ lại mà gây cái gì đó mà sao hàng trăm chất độc hiểu là thì cái tùy theo từng nhóm chất này nó tăng lên thì sẽ bị lâm sàng khác nhau. Lâm sàng khác nhau. Lát nó về bằng lâm sàng là thế là trong hai cái ure để đi thử đó, thì chỉ có ure khi nó tăng cao thì sẽ có biểu hiện như là mặt tốt trên đường tiêu hóa. Ví dụ những nhóm chất trung bình này nó tăng cao thì sẽ gây biểu hiện độc tố trên thần kinh. Thì tùy theo từng nhóm chất khác nhau sẽ biểu hiện độc tố từng cơ quan khác nhau. Trong này ta nhắc thêm cái là bạn sẽ nhớ là trong bệnh nhân bị suy thận thì nồng độ của những hormone mà đào thải thận sẽ biểu là nha, về mặt thời gian chưa lưu ý cái insulin được đào thải qua thận. Vậy thì khi bệnh nhân bị suy thận mà có đường huyết tăng thì bệnh nhân bị suy thận mạng do đáy thao đường,
và được biết rằng bạn dùng liều insulin như người bình thường thì khả năng nguy cơ cao là những cái gì? Hạ đường huyết do insulin sao? Cứ lệ trong máu. Và các bạn sẽ giải thích được là tại sao rất nhiều trường hợp bệnh nhân tiền sử là tiền sử đã có được nhiều năm, nhưng mà khi mà vào viện của mình thì phát hiện ra đường huyết bình thường, anh bình thường. Khi mà càng nặng thì đường huyết càng nhiều bình thường, không cần dùng thuốc gì cả. Giống như đến bệnh này điều trị bệnh kia đó, thì để giải thích tại sao thì cái dự do hỏi là của bạn ghi là khi bạn nhớ được sau xét nghiệm đường máu bình thường, HbA1c bình thường, tại sao thì cái đó là thứ nhất là insulin này cứ là thứ hai là bệnh nhân mình suy động mạch thì ăn uống rất là kém, cái đó mà bệnh nhân là đường huyết nó không tăng lên được, không tăng lên được. Thì khi lúc bệnh nhân chính lại có tăng, người ta lưu ý ba cái chuyện này. Thứ nhất là tích tụ độc tố, phải là các bạn mà độc tố cứ lại trong máu. Thứ hai là hậu quả cũng giảm chức năng thận, gây ra rối loạn cân bằng nước điện giải, cân bằng tiền tâm của học môn. Thứ ba là giảm viêm hệ thống tiết kiệm. Vậy thì bạn nó đặt vấn đề là khi bệnh nhân chưa suy thận thì phải điều trị nhóm bệnh, nhóm nguyên nhân gây suy thận. Thì khi bệnh nhân đã suy thận rồi không còn phục nữa thì một tiêm tiếp theo mình phải làm gì? Kéo dài thì giai đoạn thì ngăn tiến triển. Thì làm cách nào để ngăn tiến triển thì mình phải xác định bệnh nhân này có những yếu tố gây thận kiến hay không. Chưa? Thì trong này người ta chia làm hai nhóm, là nhóm có thể thay đổi và nhóm không thể thay đổi. Nhóm không thể thay đổi là di truyền, chủng tộc, tuổi và giới tính. Giới tính giờ thay đổi được thì không? Nhưng mà thay đổi chúng ta còn bản chất thì không lẽ mình kêu người ta là bây giờ sinh thần nó đi đổi giới tính để giảm tiết kiệm thì cũng không được ha. Thì trong nghiên cứu di truyền đó có thể thấy là có một số hệ HLA mà khi bị đề đáp nó được sẽ dẫn đến sinh thần nhanh hơn ha. Hoặc là chủng tộc ở Mỹ thì thấy là cái nhóm bệnh nhân mà đáp ứng được mà người da đen á thì sinh thận nhanh hơn. Không biết có liên quan đến chăm sóc y tế gì không, không biết, nhưng mà phải nghiên cứu là người da đen mà bị đáp ứng được thì nhanh hơn. Còn tuổi là nếu mà tuổi già mà bị bệnh nguyên nhân thì dẫn đến nhanh hơn, thấy đúng không? Giới tính thì bạn cho bạn giới nào sẽ nhanh hơn, nam hay nữ? Đó, cái nam hay nữ là xấu hơn, nữ xấu hơn à? Trong bệnh lý thận thì có khi bạn hỏi là tiên lượng này tốt hơn hay xấu hơn thì lúc nào là nam là nữ là bằng hoặc tốt hơn nam, do đó phải câu là nữ tốt nữ xấu hơn nam thì hiếm lắm, cho nó câu nó phát xứ sai rất là nhiều. Khi mà giới tính mà nam nữ bị bệnh lý nguyên nhân răng giống nhau thì nguyên khả năng nữ nó sẽ thận nhanh hơn là nam giới, nữ chậm hơn. Tuy nhiên những yếu tố này là không thay đổi được, cho đó mình sẽ không can thiệp được, mà phải chỉ chú ý can thiệp từ những yếu tố gì có thể nha, có thể thay đổi. Đây là yếu tố có thể thay đổi đã được xác định: tăng huyết áp, rồi tiên liệu rối loạn huyết máu, các yếu tố liên quan đến lối sống, ví dụ như là thuốc lá, rượu, cà phê, sử dụng các thuốc gây nghiện, và đặc biệt ở Việt Nam mình là sử dụng các thuốc không gây nghiện, các thuốc mua ở ngoài nhà thuốc, đúng không? Thế thì lúc này các bạn biết rất là chặt cái chuyện mà mua thuốc ở ngoài họ mình đây sao? Bác sĩ là gì? Bác sĩ là dược sĩ, ta là bác sĩ dược sĩ, mà dược sĩ là bác sĩ, bạn hiểu có đó không? Tức là bác sĩ mở phòng khám thì sao? Khám thuốc luôn. Rồi bệnh nhân thì có bệnh gì không biết đi khám, đi ra gì? Dược thuốc, ngay, tôi bị này đi đến đây, cái nhà thuốc có bán không? Bệnh viên sang đi bảo dạng gì đó về nhà thuốc. Thế theo các bạn thì những người bán thuốc nhà thuốc có phải là dược sĩ không? Không, dược sĩ cho các bạn thôi. Còn người bán là gì? Dược tá, một cái người nhà thuốc phải là không học gì được bán thuốc bán luôn. Và một trong những thuốc mà đưa đến sinh thần tiến triển liên quan đến nhóm người nhạy cảm là thuốc kháng viêm năm xử lý, bán rất phổ biến, anh có biết năm xử lý. Và một bạn biết một cái thuốc nữa là nó cũng gây ra viêm thần vô kẽ nhiều nhất, tới hiện tại nó thống kê nhiều nhất là nhóm BBI trong điều trị tiêu hóa,
thì thấy là những thuốc đó bạn thấy là bạn mua ở ngoài hàng thuốc sao? Rất dễ dàng, rất dễ dàng, không cần biết cứ ra cũng có liên tục không biết. Thì cái vấn đề mà sử dụng thuốc ở bệnh nhân trên đồng mạng này nó rất là bệnh đồng mạng này nó rất là quan trọng. Ví dụ như bệnh nhân đó là ra đó vô món mạng các bệnh nó nói là tôi bị bệnh đồng mạng, cái bệnh đồng mạng thì tưởng gì ta, chắc có gì ta không biết bệnh nhân. Thì trước mắt các bạn thấy là khi bệnh nhân bị vấn đề thận thì mình phải tránh những thuốc gì gây độc cho thận, và sẽ nhớ những thuốc nào gây độc cho thận giờ không dùng. Cái điều thứ hai thận là cơ quan phải là có hai cơ quan chuyển hóa thuốc là gì, gan thận chủ yếu. Thì nếu như nó chuyển hóa qua thận phải qua thận thì thận bị suy rồi thì nó sẽ sao, nó ứng lại đúng không, nó ứng lại giống như insulin này vậy đó. Nếu nó ứng lại phải thuốc nó ứng lại nồng độ cao đó sẽ gây ra ngộ độc. Thì các bạn nhớ là khi bệnh nhân thuốc nó phải quan trọng thì phải bắt buộc phải sao, giảm liều ha, giảm liều. Thì ví dụ mà vô bệnh nhân nó làm tim phổi cộng đồng nguy cơ nặng chưa cũng nói gì đó, kèm theo bệnh nhân bị suy thận mạng nữa thì các bạn sẽ đường phổi hay là phần một là suy thận nhẹ mức độ và mạng xây bây giờ là quan trọng là giảm liều kháng sinh thường như nó như thế nào. Vì giờ xong nhớ nổi nhiều quá sao nhớ nổi thì đi. Khi các bạn lưu ý là ví dụ như là mình sẽ trong cái nhóm sẽ rất nhiều nhóm, mình thấy là thường dùng nhóm nào thì bạn sẽ tập trung vào một số thuốc để có thì mình giảm liều cho chính xác, giảm liều cho chính xác. Các biểu hiện lâm sàng hội chứng máu tăng, bạn thấy các bạn rất là nhiều đúng không? Mặt tinh thế này nha, tôi biết trong đơn hàng câu hỏi đã cho rồi, một tiếng 50 câu, 2 tiếng 100 câu, và các bạn khi có 60 câu, 70 câu mà các bạn là tôi nhớ các bạn là 10 câu trong cái bản này. Thật ra là một cái một phần các bạn là nộp vô là đã là lập tiếng cho tao lập tiếng thôi đầu ngàn năm mươi câu thì xác suất 10 câu này vô cũng thấp đấy, chưa có vô lộ đề nha. Ví dụ cái câu trong đó là nè kết rối loạn nha, rối loạn lâm sàng thường được cải thiện với một chương trình nào máu thô và điều trị liên quan ở bệnh nhân suy thận mạng và bệnh thận mạng là chỉ gì sau lưng chữ y đúng không, trồng lọt anh chữ gì thì bạn sẽ chọn cái sai, chọn cái sai thì bạn sẽ làm cái mô là mô yên sao mà sai. Tương tự như là con chữ d sau lưng và chữ d sau lưng được chưa, giờ này xong rồi kêu bạn ra đến đến chữ nào nhiều nhất bạn xác thích rồi. Đấy thôi chứ các bạn là đi thi là tôi nói là các bạn học bài rất là chịu giỏi ha, và rất là tốt tính cho bao loại trách nhiệm mà bài bệnh thận này trang thứ hai dòng thứ năm điểm qua chữ gì. Sẽ đi vào biểu hiện lâm sàng và cơ chế của một số thì lâm sàng thường gặp. Tại sao tôi nghĩ là thường gặp? Tại vì các bạn hay bị bệnh thế này, phát hiện bệnh nhất khi thận mạng, tại vì bệnh nhất có phù, nên chịu chứng đầu tiên đưa là phù. Càng hay bị bệnh như đó, bệnh nhất có phù và phù mau khó tác bị cao. Tuy nhiên bệnh nhân yêu cầu là cao tiền cũng có tác dụng có phù và tác với cao yêu cầu cao cao không cao nhưng mà nếu gọi yêu cầu là cao bắt đầu để làm loại cho nó thì người sau sẽ làm cho nó cho nó cái này nó có biểu tượng gì, cái này còn là nhưng có này cái này cái này cái này đúng chưa, thì đưa vào hệ vi tính nó sao nó sẽ nhanh hơn, xác suất như là xác suất cái này nhiều nhau và chia nhiều nhau rồi đánh ra là bao thuốc
nên tâm đúc. Và sắp tới các bạn sẽ có một cái phần mềm, tôi thấy Nghi đang phát triển một phần mềm hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán á, đang viết ngang ra phần mềm mở. Nó giống như là khi các bạn lên Google bằng dịch, thì mở bằng dịch, đoạn này không sửa hết á. Từ từ cái chương trình nó sẽ hoàn thiện một phần mềm mở trong chẩn đoán. Bệnh nhân có này không, có này còn lít riết vào. Tuy nhiên có rất có những nghề thì máng và người máng thay thế được, nhưng có những nghề không thay thế được. Từ từ cái cảm nhận khác, có biểu hiện là thiếu máu nhưng mà đặc điểm thiếu máu rất khác nhau, đúng không? Thì có thiếu máu này mà đặc điểm riêng nó thế nào đó, rồi biểu hiện đó thế nào mà xác định chính xác, thì các bạn không phải liền các bạn là khi đầu đi khi lâm sàng mà không có biện luận, các bạn vào áp đặt này, có này giống như là đại ca đó, cái này là bệnh này, có này là loại, thì không phải là biện luận, không phải biện luận lâm sàng. Theo triệu chứng là mê mặt phù, thì bạn đã là phù có thể là từ nhẹ đến gì đến nặng, và mức độ phù này nó sẽ phụ thuộc vào gì, phụ thuộc vào mức độ sinh tận hoặc là nguyên nhân. Ví dụ bạn thấy là bệnh nhân là suy thận mạng mà do hội chứng thận hư thì phù rất là nhiều, thì cơ chế phù là gì? Cơ chế phù này có nhiều cơ chế, nhưng cơ chế chính gây phù là ứng muối và nước cho dòng là phù hợp đúng lúc nữa. Thì cái cơ chế chính gây phù là ứng muối và nước, dẫu là một lần do đó mà cái thuốc đầu tay để sử dụng điều trị phù là gì? Lợi điểm ha. Ngoài ra nó còn nhiều cơ chế khác ha, trong cái đó thành thật là nó mở khoa về nguyên vi, giảm được kêu ha, giảm được kêu trong máu. Ví dụ như này tôi nói cái nhóm nguyên nhân là khoảng chứa thường đi ra khi thận thì nó gây giảm được kêu là nó phù nặng hơn ha. Và ứng muối và nước này, ứng muối nước này đó là một cơ chế chính của một biểu hiện lâm sàng. Thứ hai là gì? Ứng muối nước lại rồi, thứ nhất cái phù, thứ hai cái gì? Tăng huyết áp. Thì đồng nghĩa là khi các bạn điều trị tăng huyết áp và phù là mình đang nhắm vào điều trị một cơ chế chính, thì hai nó chung nhau là gì? Ứng muối và nước. Do đó dùng sử dụng chung một thuốc đầu tay là thuốc lợi tiểu, thuốc lợi tiểu. Nhưng mà bạn thấy là không phải tất cả bệnh nhân sinh mạng đều tăng huyết áp, mà có đa số có nhưng có một phần là không có tăng. Và không phải tất cả bệnh nhân sinh mạng có tăng huyết áp đều ứng muối và nước. Và chúng ta có những trường hợp bệnh nhân này không ứng muối và nước gì cả mà huyết áp vẫn cao. Thì tại sao? Thì có nhiều cơ chế khác nữa, chứ không phải là ứng muối và nước không, nó chính nhiều đấy. Ví dụ liên quan đến hệ về đi ăn xôm xin lắm cho con ha, rồi mặt nó là tình giao cảm đi cho xích sáng như đi ăn xôm tính không hoàn, có rất nhiều cơ chế khác. Đây là hình ảnh bộ kiểm tra cái gì, quá trình hình thành gì, còn đầu ở đâu, trong thị xương, trong thị xương. Các bạn thấy chất màu hồng hồng không? Thấy không? Cái màu, cái chữ hồng hồng đó là gì? Erythroid. Đây là chất được bài tiết bởi tổ chức cạnh đồng hình, đa số là tiết tổ chức cạnh đồng hình. Thì khi mình vai trò đó là gì? Giúp cho quá trình chuyển hóa hồng hồng diễn ra. Thì khi bệnh nhân bị suy thận thì giảm bài tiết, giảm bài tiết dẫn đến giảm quá trình chuyển hóa hồng hồng, không chuyển hóa được, dẫn đến số lượng hồng hồng sinh ra sao? Giảm, dẫn đến nhiều biến chứng lâm sàng gì? Thiếu máu. Sao tôi hỏi các bạn, nếu mà cơ chế do liên quan đến logic này thì dẫn đến thiếu máu dạng gì? Hồng cầu bao sắc, hồng cầu nhỏ nhiễm sắc, hay là sản sắc tặng vào, có dạng gì? Có nhiều bạn suy nghĩ là nó không bị quá được, do đó những cái tế bào này nó sẽ đi ra ngoài máu, thì đó hồng cầu nó to, đúng không? Không đúng. Khi không bị hóa được thì những tế bào nó, tế bào máu nó sẽ sao? Nó sẽ chết. Nó chết. Không đi ra ngoài máu. Nếu tế bào non ra ngoài máu là nó thành gì? Thành bệnh lý. Rồi ung thư sau này, ung thư máu nó diễn thể sau này bạn sẽ học bạch cầu non ra máu, bạch cầu
cấp á, do đó không có chuyện mà nó không bị mất được thì nó đi ra ngoài đâu mà nó sẽ chết. Vì vậy cái chất protein này nó giúp hoàn toàn mà dần dần phải tiến nó, cho nên dẫn đến là bệnh nhân sẽ bị nhiễm thiếu máu. Thì khi trong cái giai đoạn điều trị này thì người ta yêu cầu là điều trị thay thế chúng ta bằng cách là cho thuốc gì protein. Nhưng mà thì nó có hai đường thôi, là đường tim dưới da hoặc là tính đó, có hai đường không? Tại sao không sản xuất ra một cái viên protein uống? Thế các bạn tại sao không uống mà đi chích, chích rất là đau? Các bạn có uống rượu thuốc ngâm gì nó khổ chú không? Nó khổ không mang không? Thế các bạn hoạt động trong đó không? Hoạt động tốt không? Ngâm liên quan còn không? Còn uống vô sao chết, cắn các chết thì sao uống không chết? Các bạn có nghe câu chuyện ở Cần Thơ là một con rắn ổ chú này, ổ chú lớn luôn á, ngâm rượu 5 năm, 6 lần bạn có nghe không? Không nghe thì có thật ha, là cái sự bổ có một đại, có một đại gia sự bổ lớn thì có ngâm một con rắn ổ chú mua cái mũ rượu rất là lớn, ngâm uống mấy đợt là đổ rượu lên trên rồi thấy rất hiệu quả. Sau đó lúc mà giờ cái sự khi thì khi cái bệnh nó đi nó nặng quá thì bị rớt xuống bể, khi ngoài biết vỡ ra con rắn nó rớt xuống ngay xong nó bọt được cái bổ là người ta chạy hết, chạy xong nó cứ đứng cái bổ ngoài nè, không biết không ai dám lại, to lắm mà khi họ sẽ đứng đi đi thấy đứng vậy ngoài khi họ đau dám lại sợ bổ. Các người ngang ngang lại là nhìn thì không phải rắn thiệt mà có rắn bằng nhựa bật lên cổ này lên, mặc dù uống thấy rất hiệu quả, mặc dù ngâm bằng nhựa nhưng uống rất hiệu quả. Cái là nhân cái người đó là cuối cùng là ngâm, là ngâm uống rất hiệu quả mà thấy là ngâm gì thì độc tố uống vào sau cái độc. Bản chất của đọc đó ở protein này, bản chất đó là gì? Là protein. Nó khi các bạn do cho đường tiêu hóa thì sao? Cái bầu vị, bầu vị đó. Nhưng sau này á, bắt đầu sau này các bạn sẽ thấy là có một cái nghiên cứu mới sắp ra từ sắp cho ra mà không luôn uống á, là cũng dùng thuốc đường uống liên quan này, nhưng mà qua protein thì hoàn biết là ta dùng cơ chế là dùng thuốc đó để kích thích những tế bào khác bài tiết protein. Tế bào nào mà không tiết được rồi thì giờ những tế bào khác phải bài tiết thì nó dùng thuốc đó, thuốc đó để kích thích, thì nó bạn phải lưu ý vấn đề đó thì dùng thuốc đó. Thì cơ chế chính gây thiếu máu là thiếu gì? Thiếu là protein. Ngoài ra còn nhiều cơ chế khác, hội chứng rê máu tăng là những độc tố này lúc này nó sẽ gây ra gì? Ức chế thị xương tán huyết, ức chế thị xương và tán huyết, rồi mất máu thiếu sắt và vô đó nhiễm trùng. Nhiễm trùng có rất nhiều cơ chế, nhưng mà nếu mà hỏi có các nhiệm là cơ chế chính gây thiếu máu là, các bạn sẽ nhớ là thiếu theo đồ bị tiền hỏi là cơ chế gây thiếu máu là nhiều cơ chế, nó nhiều cơ chế. Xuất huyết thì sẽ liên quan đến nhu cầu nhiều ha, liên quan tiểu cầu, mà trong đó là nhớ là giảm chất lượng tiểu cầu, giảm chất lượng tiểu cầu. Đây là cơ đồ diễn đàn, cái gì liên quan đến có lọ canxi và phốt pho và những sinh thần. Hồi nãy tổ chức cần bằng lệnh tiết ra chất thở rô đi, nó còn vai trò tiết ra một cái men giúp chuyển hóa 25-dioxin và tự nhiên đơn là 1-25-dioxin hay nhóm OH. Thì chất 1-25-dioxin này nó có vai trò là gì? Kích thích, kích thích hấp thu gì? Canxi ở đường tiêu hóa. Thì khi mà canxi ở thì giảm đây, giảm tạo là chất 1-25-dioxin này thì nó sẽ dẫn đến giảm hấp thu canxi, sẽ dẫn đến gì? Canxi máu giảm. Khi sinh ở
phốt pháp thứ lại, phốt pháp thứ lại, bạn nhớ là chỉ số canxi phốt pháp là nó là gì? Hàng định khi chất này tăng, chất kia sẽ sao? Thì giảm, chưa? Thì nó càng làm cho giảm thêm nữa. Thì khi mà giảm như thế, thì cơ thể mình sẽ chỉ đạo một tiếng là cái gì? Tiếng này tiếng gì? Tiếng cảm giác, bài tiết hoặc môn cảm giác, hoặc môn cảm giác là ba la tiêu diệt hoặc môn là PTH đó. Vai trò PTH này nó sẽ giúp quy động canxi từ đâu đó xương đem ra. Thì trong bệnh nhân suy thận mạn bạn thấy có một cái hiện tượng là giai đoạn sớm của suy thận canxi máu thì giảm, nhưng càng giai đoạn càng nặng về sau thì canxi máu sẽ trở về bình thường, thậm chí nó tăng cao, thậm chí nó tăng cao. Những trường hợp nó tăng cao thì nó sẽ liên quan đến bài tiết bên khác thì quá nhiều, người ta gọi là cường cảm giác thứ khác, cường cảm giác thứ khác. Mà khi mình điều trị như vậy, biết là hồi nãy nó còn đang hạnh phúc, các bạn nói à, tôi nhớ là cái bài suy thận này người ta có liên quan đến giảm tạo thành bọng răng như suy tinh đê này, cái nó sẽ cho bổ sung. Thì lúc đó bệnh nhân canxi đã rồi không uống canxi nữa, mà lúc đó bệnh nhân đã cường cảm giác rồi thì canxi sẽ không gắn vào trong xương được mà nó sẽ đóng ở ngoài xương, gây ra hiện tượng hay hiện tượng thoái hóa ngoài xương, xảy ra cho bệnh nhân là cường cảm giác hàng, cường giác hàng hay. Và khi một bệnh nhân có hiện tượng thoái hóa ngoài xương này thì là biểu hiện là tử vong, giúp trẻ tử vong ha. Do đó lưu ý rằng cái là hình đầu tiên là ở máu, thứ hai phổi, ba khớp, thứ tư là ngoài da, ngoài da này là nặng. Còn bình thường bạn thấy nhẹ hơn là bệnh nhân hay đang hướng hoặc đang ngồi rất khá ngắn, kiểu như cuốn xương thì ra bạn đi trồng hoặc bạn đi chân bị móc á, rồi ngồi rất khá thế là hướng là ngại đó, thì đó là bị nhẹ và bắt đầu canh xin nhẹ. Các hiện tượng tiêu hóa này thì là có là ure rồi đi không ghi ra đường kia có tăng, nhưng mà ure này có khả năng ghi rộng càng nhiều ure độc tính cộng trừ thì chữ cộng trừ đó ta ý nghĩa là gì? Nồng độ nó tăng nhưng mà thấp thì chưa có gây độc, nhưng mà tăng cao thì sẽ gây độc, thì biểu hiện nó là gây độc ở đường tiêu hóa. Thì tại sao gây độc? Thì cơ thể mình chủ yếu là chỗ cơ quan này bị tổn thương thì sẽ điều cơ quan khác đồng đó. Vậy thì vai trò mà biết ure này là thận không thải được thì điều cơ quan khác của mình là đường tiêu hóa tăng bài tiết, nhưng không phải tiết được nhiều, đang chiếm khoảng 70% thôi. Bây giờ tăng bài tiết vào đâu? Ở tiết nước bọt thì sẽ gây ra mùi gì? Hơi thở, mùi nước tiểu, mùi ure. Rồi chính vì nó tăng bài tiết ở đường tiêu hóa là niêm mạc đường tiêu hóa, thì đó vị trí niêm mạc tiêu hóa sẽ bị viêm loét, viêm loét những cái vị trí đường tiêu hóa. Các bạn thấy là miệng của viêm loét miệng ngay, dạ dày viêm loét dạ dày, có thể gây ra xuất huyết tiêu hóa ruột cũng như thế ha. Trong này mình đó là có thể bị tiêu chảy hoặc tiêu đàm máu là hội chứng lị ure máu. Thì khi một bệnh nhân vào viện mình suy thận mạn có bị tiêu đàm máu thì thứ nhất là thể do lị, anh biết mình được trùng không trên suy thận mạn không, hay là bệnh nhân cái tiêu đàm máu do lị của ure máu tăng, ure cái chất ure tăng đó. Rối loạn nội tiết chuyển hóa thì trong này ta nói là chuyển hóa luôn cô giảm không khi thở, tuy nhiên đường huyết thì thường đó là bình thường nha, thường bình thường. Rồi thứ hai là nhắc lại là thận là cơ quan là thiếu insulin hay insulin, do đó là lưu ý điều insulin khi sử dụng. Ở phụ nữ nồng độ estrogen thấp thì việc bất thường không có khả năng mang thai là phổ biến. Ở nam giới khi thở thì giảm nồng độ testosterone nha, thì nó rất động cái năng tình dục và liền dương. Khi không có ai cũng bị dương thì nó lên vô hỏi là chú là chú có bị liệt dương không, thì quýnh thành chết. Có một kỳ tích y khoa xảy ra ở Việt Nam, thế đó các bạn có biết không? Liên quan tới bài này các bạn có biết không? Không biết hả? Kỳ tích y khoa. Bạn biết sơn tùng đó là gì không? Hả? Sơn tùng đó là gì thì biết, mà kỳ tích y khoa thì không biết.
cái nào gọi là kỳ tích? Kỳ tích là đúng trường hợp xảy ra thế giới dưới gì? Dưới 10 trường hợp đó là đứng thứ 8 trên thế giới. Đây là kỳ tích. Kỳ tích gì? Đơn giản thôi, bệnh nhân đó xin được mạng ra lòng máu sang đường thứ con, sang đường con gọi kỳ tích. Bệnh nhân có trẻ thôi, những cái gia đình sang đường con, vậy là gọi là kỳ tích. Tại sao gọi là kỳ tích? Tại vì những trường hợp phụ nữ mà khi bị suy động mạch đặc biệt là máu rồi thì còn thấy là kinh nguyệt bất thường, không có khả năng mang thai gì, khả năng không có khả năng người đó mang thai được là khó rồi. Tiếp theo là thường là khi mang thai rồi thì thai chết luôn. Mà nếu là khi bệnh nhân mà suy động mạch và lọc máu định kỳ thì thường cho lọc 3 buổi. Các bạn có lần mà đi tiểu là thí dụ như mỗi lần mà đi tiểu là mỗi lần đi tắm, ngày bạn đi tiểu 7 lần mà đi tắm 7 lần. Còn những người lọc máu thì 2 ngày ta dồn lại tắm 1 lần. Thì 2 ngày 14 lần đi tắm, ta dồn lại tắm 1 lần. Đúng không? Là lần nó được lọc á. Thế thì trước khi lọc là rất là dơ đúng không? Sau khi lọc thì sao? Rất là sạch. Thì cái cân bằng hormone nó quá dày quá lớn thế thì thai không giữ được. Thì muốn giữ được thì chỉ có một cách thôi, là duy trì cân bằng hormone, có thể như người bình thường được rồi, mà duy trì trong cân bằng hormone trong khoảng không hết. Thì cuối cùng bệnh nhân ấy là nhập viện, mà muốn tạo kỳ tích gì đó bệnh nhân nằm trong viện luôn, rồi xét nghiệm để cho bệnh nhân có một chế độ lọc phù hợp nhất. Thì bệnh nhân nó lọc mỗi ngày là kiểm tra để cho chế độ phù hợp nhất, cùng với thai nó chuyển được tới 33 tuần và sanh ra sống. Và có một cái trường hợp đang nằm ở Đông Anh Trung ương, cái này cũng là kỳ tích. Và nguyên nhân này đang suy thận, không biết thì sử dụng suy thận mới 27 tuổi, thì có bầu, mang thai rồi biết bắt lắm, tiên tiền sản biết thế nào, mà tới 28 tuần thì vô viện phẫu mổ ra biết thai sống không, thì chỉ suy thận này và biết là khi mà cái đoạn cuối luôn không biết. Vậy thì cái trường hợp cũng là kỳ tích, là cái bé nó sống được tới 20 mấy tuần, mà nếu như mà được biết trước hoặc kiểm soát tốt, kéo dài thêm khoảng 5 tuần nữa thì là cũng là kỳ tích, mặc dù chưa được làm gì cả mà mang được tới 28 tuần, nên cũng là một kỳ tích. Vậy thì cần đó khi đồng mạng hoặc là bệnh mạng chưa biết là ở trong lâm sàng các bạn sẽ xác định bệnh nhân có giảm phù hợp hoặc là hay không, được chưa? Thì khi bệnh nhân có giảm phù hợp hoặc là dưới 60 ml/phút thì đó là tiêu chuẩn để vừa chẩn đoán thiên thần mạng cũng phải tiêu chuẩn cho đó gì bệnh thần mạng. Thì nếu như mà độ lọc này trên 60 thì để chỉ còn khả năng chẩn đoán gì bệnh thần mạng thôi, thì chúng ta cần phải tìm những cái phương pháp tìm mà có bất thường đó rồi, mình cấu trúc một chiếc hai gì đó mình tìm cho nó ha. Thì giảm độ lọc này thì mà thế là để tính độ lọc độ lọc người ta cứ người ta dùng cái độ thanh thải là thiên nhiên để ước tính chưa. Tuy nhiên để tính được độ thanh thải thiên nhiên này thì đứng cái điểm 4 giờ rất là khó. Rồi thứ hai là bạn nhớ là độ thanh lọc rèn này cao hơn độ lọc độ lọc, tại sao vậy? Bên trong cái đó là độ thanh thải thiên nhiên cao là còn thật. Tại vì creatinine nó được thải ra trong cái tiểu. Đa số là do gì? Cầu thận thải ra. Nhưng có một phần nhỏ do gì? Ống thận thải ra. Thì thật ra độ thanh thải thiên nhiên là độ lọc cầu và gì? Ống thận. Cầu và ống thận. Nên nó cao hơn là thế. Nó có góp sức một phần thanh kia. Và trong công thức này bạn sẽ làm khó làm đúng cái điểm 4 giờ, do đó người ta sẽ có rất nhiều công thức cho mình xác định. Đây là các bạn thì kêu những công thức rút tính trong một lần, cái này chưa đủ đâu nha. Ở Việt Nam mình có một công thức ước tính đầu là một lần cho người Việt Nam, mà tôi nhớ là có đề tài nghiên cứu sinh tiến sĩ Hồ Vũ Bích Thương
dám năm báo tôi học năm thì tôi báo cáo thì là năm nay. Thì cuối cùng là báo cáo xong rồi thì có sử dụng, có thấy viết cuốn sách không đưa vào. Nhưng mà sau cái thời điểm tôi báo cáo đó là trùng tới thời điểm mà hội nghị văn học Hoa Kỳ đã cho nhắc đến là 2022. Sau đó người ta mới nói là phải tìm một công thức chung, dùng chung cho cả thế giới, dùng chung cho cả thế giới, chứ người Việt Nam cũng dùng thức đó, người Mỹ cũng dùng thức đó, chứ là dùng riêng cho người Việt Nam ha. Nhìn thế mà sau này dùng một công thức khác không dùng được, không đề cập đến nữa. Và bạn thấy là đây là kêu rất nhiều công thức, có những công thức thì không có dữ liệu, ta đưa ra không có dữ liệu ha. Và tới hiện tại thì chỉ có hai công thức tức là một lần được đề cập đến. Công thức thứ nhất là công thức công thức công thức này ra đời vào năm 1976. Tác giả nghiên cứu dựa vào độ thanh thải là tư nhiên. Kiểu CLCR là gì? CLCR là Gioran là tư nhiên. Tiếng Việt là độ thanh thải gì? Là tư nhiên các bạn. Tôi biết các bạn dỗ quá, các bạn lên đọc từ hoa rơ nghe phút tập nữa ra. Nghe em đang hỏi thì bạn đọc sau tôi muốn té ngửa là sao luôn. Và trong này các bạn sẽ lưu ý rằng vì là ước tính độ thanh thải là tự nhiên, vậy đó công thức này đơn vị là milit trên phút thanh. Và bằng 140 người tuổi nhân trọng lượng tiêu hai người tiêu nấu nữ nhân không có 85. Đây là công thức này ra đời rất là lâu, khoảng giữa nó rất nhiều công thức ra đời nó thành chết hết bằng thức này xong. Vậy thì tại sao nó sống lâu như thế? Một ưu điểm duy nhất là đơn giản và dễ nhớ. Tuy nhiên cách đây hơn 10 năm, đó là hội thi năm sàn là ít lắm, hai em giảng viên mỗi một buổi sáng mỗi 5 người. Điều đó là các anh đó là đi viên tu, và lúc đó bà đi viên tu lên thi thì tôi thấy là bắt né cái đầu rồi đó. Tôi thấy gì nó bây giờ hỏi cơ bản ăn ký không ký thì nhớ lên thì vừa hỏi vừa tính thở mà nó mặn nó sợ rớt xuống luôn nghe thôi đấy. Giờ tôi nghe anh thấy cũng được đường mình bây giờ hỏi cái này là anh trả lời được cho anh rồi. Em đừng có nghe hỏi đi hỏi này hỏi câu như vậy câu này dễ thôi. Đây là ước tính của loại bệnh này nhiều có thức gì cái nuôi quan trọng của bằng là tuổi điều trọng lượng như vậy hai để đến đó. Hình như là anh thiếu số 140 đó, cái bậc vậy nó được. Bây giờ bằng 140 được lượng trọng lượng thì đại khái rồi nó báo nó ủa sao không chữ gì mà nãy nó sai đây, nãy quên chữ đầu, mà mình quên chữ đầu đi. Giống như các bạn ngày xưa các bạn học môn môn địa môn sử vậy đó. Khi giảng bài thì sao? Khi bạn cái bên sao? Nhắc chữ đầu là đọc ra ra mà không nhắc chữ đầu thì sao? Đứng như đầy đầu ha. Bạn sẽ nhớ là có chữ đầu là 140 trừ tuổi nha, chữ số 140. Và lưu ý về chi phí là như thế nào, như thế nào, như thế nào, ở bệnh viện thì ta dùng, ta xét nghiệm là dùng đơn vị là microgram/lít, được chưa? Thì các bạn cũng đổi qua microgram/lít này thì các bạn nhân chia cho nó 88.4, số microgram/lít chia cho 88.4, được chưa? Thì trong công thức này nếu bạn dùng microgram cho đến thì bạn nhân chỉ tự số thêm một số là 88.4. Nó có ưu điểm đó, bạn thấy là học nhớ như đầu là học rất là dễ và rất nhiều khuyết điểm, tại vì sao? Tại vì cuốn này chỉ nghiên cứu trên nam giới, 276 nam giới trẻ, không phải người lớn tuổi, không xin lợi. Thì cuối cùng công thức này ra không nghiên cứu nhóm nữ, thì tại sao ước tính nhân nữ là 0.85? Thì cuối cùng công thức này ra này để nhóm nam giới phải có liên quan đến rễ tim máu, mà rễ tim máu này cũng gốc đi từ đâu? Rễ tim thừa cơ thì nữ và nam hai người cùng trọng lượng thì có lượng cơ nữ bằng gì? 85% của nam. Xử lý thì số 0.85 như mình thế. Và rất chính vì nó ra rất nhiều sai sót khi mà nữ dùng ha.
Vì vậy mà công thức này là khi mà áp dụng trên những trường hợp mà người lớn tuổi hoặc nhỏ bạn nhỏ sinh nợ nặng là sao? Càng nặng càng xanh. Chính vì thế mà khi mà người ta căng trở là bây giờ sử dụng thức nào để mà sử dụng chung cho cả thế giới thì cuối cùng ta mới chọn một công thức là công thức MDRD. Công thức này là nghiên cứu hay nhiều nhóm, và đây là công thức ở điểm bắt đầu, sau này nó có biến thể khác là MDD29 và 212 có một biến thể nữa là liên quan đến Stabilization là chính xác hơn, tức là có xét nghiệm Stabilization thì sẽ sử dụng công thức đó, và không thì dùng ngay chính. Tôi chỉ đưa các bạn công thức ban đầu, có ban đầu để có lúc sau bạn muốn tìm hiểu thêm thì bạn sẽ học kỹ hơn, và sau đại học ha sẽ học đi nội quán gì đó mà sẽ học kỹ hơn. Thì bạn đây là công thức ban đầu là người ta sử dụng tiêu chuẩn vàng, không phải để thân thái để như để mà dùng từ vua và bộ lọc cầu thờ dùng chất để đánh giá lọc cầu thờ tiêu chuẩn vàng. Các bạn sẽ thấy là đi lít trên phút trên 1.73 mét vuông da, tức là người ta quy đồng luôn với mét vuông da luôn. Thì anh Mỹ tự quá thì trong nghiên cứu này quy đồng mét vuông da, người Việt Nam nhỏ quy đồng mét vuông da. Trong cái này bạn thấy là nó đơn giản luôn cái phần là trọng lượng. Hồi nãy điều kiện đầu tiên mình học là gì? Là bù, đúng không? Điều kiện đầu tiên là bù. Thì bù nặng tử số là càng bù càng nặng, còn biết bù thì bao nhiêu mà lấy cái chỉ số mà mình chia vô thì càng tốt, đúng không? Càng bù càng nặng, nặng mà chỉ số càng tốt. Thì cái này trọng lượng bị mất đi, chỉ còn hai biến thôi là về cái niên và tuổi. Nhưng mà nó có một khuyết điểm là gì mà biết không? Là khó nhớ ngủ một ngủ âm, đúng không? Bây giờ các bạn tính ngủ âm được không? Tôi thấy tôi như các thầy đi học lâu rồi, bây giờ kêu tôi coi cái bài mà xưa là bài đồ thì dễ trong 5 phút là phải xong, phải coi đó, chứ đó là phải phân thời gian vậy đó. Thấy sau này các bạn học rất là lạ, cầm máy tính rồi như là người máy vậy ha, cầm xem ra biết bấm gì nó bấm liên tục thì thua rồi, hiểu rồi đó. Thế là cuối cùng ngủ âm là ngủ âm là quá nhớ nữa. Nên khi mà cái công thức này ra đời rồi đó thì nó dễ, không người sử dụng đâu. Nhưng mà dù như là hãng thuốc nó khuyến cáo là giảm lo theo rồi một lần thì nó chỉ hướng gì, nó chỉ dùng công thức tốt rất là dễ thôi. Công thức này khó lắm, khó nhớ lắm. Chính vì dễ thì nó sẽ sao? Kia là các quảng cáo, quảng cáo là tập viên 100 web. Bạn lên Google gõ MDRD, bạn click vào thì nó sẽ hiện lên. Bạn tính đó, bạn chỉ cần nhập dữ liệu thôi là bệnh nhân đó bao nhiêu tuổi, về tiêm máu có hai đơn vị của bạn nhập vô kiếm vào xét nghiệm là milomol phân tích là mi phần trăm, hai đơn vị nhập theo thứ tự rồi tuổi là dưới hiện ra ngang là gì, độ lọc cầu thận, độ cầu thận. Và lưu ý đi thi thì sẽ không được sử dụng gì, tài liệu gác thi thì cũng nhiều khi gác không kỹ lắm, thì khi lên thi tôi nhìn tôi biết chỗ này là tài liệu mà nó có sử dụng tài liệu hay không. Nhiều bạn cứ ghi là tính công thức tức là còn bằng theo DRD IDF hay là bằng đấy, bạn có sử dụng tài liệu không? Nó dạ không em tính, còn tính bằng cách nào? Tính tài là máy tính đâu ở đây, máy tính thường không thể tính vấn đề được, đúng không? Vũ âm là được không? Bằng máy tính không, tức là tiền hộ của bạn có tính được không? Cộng trừ nhân chia đúng không? Và bạn nó muốn gài nó là em thủ tính hay không, không được có tính, bạn phải đưa luôn cái máy tính nào bạn tính, không có cái máy tính, bạn sử dụng mạng vào trong web này sử dụng tài liệu. Có bạn thì lên mạng coi cái thuốc gì đó là có bệnh lý khác kèm theo, ghi một cái thuốc rất là dài mà tôi biết thuốc gì nữa, thực phẩm chức năng hay gì không biết nữa, mà rất là dài. Họ có sử dụng tài liệu không? Dạ không. Cái thuốc này em mục đích làm điều gì? Điều trị, nói điều trị đó thôi đấy. Bây giờ đơn giản thôi, bạn ghi lại cái thuốc này đúng tên nó đây.
kiếm được, cũng được thôi. Vì chính vì thế các bạn thấy là có gì rất dễ ăn điểm âm sàng, điểm cao, còn các là bình gài giám khảo. Mình viết chỗ nào nó hớn hơn đi, mình nhìn thấy hớn hơn, hỏi ngay chỗ đó mình buộc rất buộc đó, nắm rất chắc. Đấy, trả lời đó, đó là lấy điểm đó, mình chọn điểm đó. Điểm mình đáng chừng chút xíu thôi, đúng không? Tôi thấy nhiều bạn thấy rất là lăng, mà thấy chắc cũng khá, tôi thấy chắc bạn này ăn dài cho để lấy điểm cao hơn. Sau hớn hơn vậy, tôi hỏi đó, không biết thiệt, không phải gài. Không biết thiệt, không phải là gài nữa. Và bạn nhớ là đây là công thức ban đầu, sau này người ta sẽ có những cái biến thể. Thì 29 có một cái TKD Odin 29 và 212 có một cái là để liên quan đến TKD. Tuy nhiên câu hỏi là người ta nói là các bạn hay hỏi là cái công thức nào là chính xác nhất, thì khuyến cáo Kaigo cũng là ông tiếp cận được công thức nào để sử dụng công thức đó, đúng không? Giờ tôi chỉ tính máy tính còn điều nhân viên sau khi làm công thức này rồi, chỉ tính được công thức thôi, tiếp cận được công thức nào cũng biết đó, cần thiết phải dùng công thức xịn nhất. Hình ảnh này các bạn sẽ nhớ là thông thường thì siêu thận kích thước là theo nhỏ, nhưng mà những trường hợp đặc biệt thì thận không đeo, những trường hợp đặc biệt đó về thì chắc kiện nó khăn. Trong trường hợp nào thận không đeo hay chóng thì dễ đi chắc kiện hơn. Thì trong này bạn thấy là nó sẽ liên quan, ví dụ như là đái tháo đường hay là không đeo ha. Trên chức phận thì không khuyến cáo, không khuyến cáo. Đây là bạn phân giai đoạn hoặc độ của mình nó ra. Các bạn hay nhìn đó là độ giai đoạn, ký lộ độ, ký lộ giai đoạn như thế. Không quan trọng, độ giai đoạn cũng được từng dùng thôi. Nhưng mà phân theo ai là quan trọng. Được chưa? Ví dụ bạn là phân theo mạng này độ mấy hoặc là giai đoạn mấy, mở mặt theo thì nó sang, thì bạn cũng phải sang. Có nhiều bạn là có nhiều bạn có giai đoạn thì quan trọng hơn là cái thân của ai quan trọng. Các bạn thấy là đây là phân mức độ suy thận mạng, thì bắt đầu khởi đầu phải có suy thận, đúng không? Thì độ lọc dưới nhiêu, dưới 60 nó hơn, đúng chưa? Có 5 độ hoặc giai đoạn, trong đó giai đoạn 3 chia làm 2 là 3A, 3B, 3B. Thì làm sao để nhớ này, liên quan đến tổng thể đề tiên thì các bạn phải nhớ đến 50 trên 50 hồi xưa. Các bạn đọc là 50, 15, 20 tới 100 nó chạy mất đi. Các bạn thường hay bạn đọc là 5, 30, 100, đâu chạy kịp bắt được, đúng không? Thì mình cũng ăn gian, mình ăn gian quá, mình bắt câu lên ha. Chơi 50 mình bắt câu lên ha. 5 trên 2 là gì? 10 trên 2, 20 trên 2, 40, dưới 60 mình chia, đúng không? Dưới 60 mình chia. Thì ví dụ chỉ cao bằng bệnh nhân A, độ thân thải đề tiên là 15 ml trên phút, 16 ml trên phút. Hỏi xin thận mạng độ mấy? Mình không nhớ thì mình nhớ là 50 nha. 50, 20, 40. Cái chia ra độ mấy? 32 nha. Bạn rất là giỏi, chưa học bài đã luôn rồi đó. Ví dụ câu hỏi đó, câu tiếp theo. Bệnh nhân A đó triệu chứng lâm sàng thường gặp là câu A thiếu máu nhẹ, câu B thiếu máu vừa, câu C thiếu máu nặng, chọn câu nào? Thiếu máu đầu vừa thường đó thấy không? Hai câu này. Và bạn lưu ý nè, các biểu hiện lâm sàng này để chia giai đoạn bên kia nó phải làm mạng tính hết chiều nha. Sau này lâm sàng sẽ gặp cái giai đoạn kỹ hơn. Đây là bạn phân giai đoạn và phân độ bệnh thận mạng. Bệnh thận mạng thì sao? Có hai phần, bạn có thấy là từ 3, 4 và 5 giờ xuống thì nó khác một hai là gì? Phân độ bệnh thận mạng chia làm 5 giai đoạn, 1, 2, 3, 4 và 5. Các bạn đọc 3, 4, 5 bạn thấy khác, 1, 2 là gì? Chữ gì? Tổn thương thận. Một hai cái chữ tổn thương thận mà ba trở đi không có nữa. Cái này nó theo định nghĩa này nó thôi, tức là từ giai đoạn ba đầu đầu dưới 60 thì không cần bằng chứng gì tổn thương thận, nhưng mà trên 60 muốn xếp vào thì bắt buộc phải có bằng chứng gì
tổn thương thận, bạn thấy nó khác biệt là như thế. Còn điều khác biệt đó là gì? Để phân giai đoạn này thì bắt buộc phải dùng gì? Độ lọc cầu thận. Hồi nãy ví dụ câu hồi nãy là bệnh nhân E 16 lít trên phút, thì để phân vô đây giai đoạn của bệnh bạn được không? Không có được. Muốn phân thì phải phân dựa vào gì? Độ lọc cầu thận. Thì cái này bạn sẽ nhớ là độ lọc cầu thận bình thường là 120 ha. Tổng số ngàn hoàn cầu hỏi độ lọc cầu thận bình thường cũng nhiêu biết, hỏi hoàn cầu 6,120, tôi mừng có thể lấy hoàn cầu qua. Thì dưới chỉ phút là 120 phút, nhân số 120 quan trọng lắm ha. Thì nhớ là cách 30 là một giai đoạn ha. Tới 30 mình vừa rồi ra 120 tới mấy? 90 90 tới 60 tới 30, 30 vừa rồi ra 15, dưới 15 chân. Nếu cho câu hỏi là bệnh nhân A đổi thể định như thế đó, tương đương độ lọc cầu thận, thì bệnh nhân đã tiếp cận bệnh nhân đọc hết. Đọc bệnh nhân đọc hết. Đọc hết. Vừa sáu là như đọc hết. Bốn. Ví dụ câu hỏi chúng ta là bệnh nhân đó, thì cần làm như nó là gì? Là chuẩn bị điều gì nó làm, đúng không? Ví dụ bệnh nhân là độ 16 đến không phải giai đoạn mấy, hoặc là viên cần làm như này là gì? Thì bạn sẽ nhớ là có 5 giai đoạn. Giai đoạn 5 là cuối, được chưa? Cuối thì sẽ phải sao? Điều trị lên thế thận. Thì 4 trước cuối là gì? Chuẩn bị thế thận, chỉ còn 1, 2, 3 thôi. Giai đoạn 1 là sớm quá nên nhiều việc, cái đó câu nào dài nhất thì mình đã. Giống như đi thi bằng lái xe là câu nào dài nhất đó, câu nào hơn các cả đều đúng là trước kia đó. Thì nếu giai đoạn 1 thì mình đo câu nào dài nhất mình đáp ha. Thì còn 2, 3 thôi. 2, 3 thì 3 thì sao nặng hơn 2 thì 3 nó theo gì? Biến chứng. Nhớ và nhớ cách 30 và nhớ biến chứng. Tuy nhiên nó đùa thế các bạn, cái là giai đoạn 1 là việc cần làm là gì? Chẩn đoán và điều trị nguyên nhân. Thì đó các bạn không chừng đó là bệnh thận nặng giai đoạn 1. Thì cơ gì? Bệnh thận nặng giai đoạn 1 do gì? Bệnh thận nặng 1, ví dụ như bệnh siêu âm thấy là sỏi thận, thì chẩn đoán là bệnh thận nặng giai đoạn 1. Do sỏi, được chưa? Sỏi kéo dài đó, thì đồng nghĩa là sỏi thận bệnh nhân này là kéo dài trên gì? 3 tháng. Và chức năng thận chưa bình thường. Các chức năng thận chưa bình thường là tạo nghĩa như thế không? Tiếp theo là phần điều trị ha. Nguyên tắc, đây là những nguyên tắc. Các bạn lần buồn và các bạn đi thi và lần buồn các bạn bê men si gì đó. Nguyên tắc điều trị bên đây là giảm tốc độ tiết trị suy thận mạng ngay đến giai đoạn cuối. Mà tôi hỏi là bạn chẩn đoán là suy thận mạng giai đoạn cuối rồi, và bạn đưa nguyên tắc này vô, bạn lần buồn và cuối của bạn ngang đâu nữa, bạn ngang xuống hố, bạn ngang đâu. Thì cái này là ngang giai đoạn cuối, thế là này nó là giảm tốc độ đó, tốc độ tiết kiệm. Rồi thứ hai điều trị cải thiện điều kiện triệu chứng, kiểm soát huyết áp, tiết chế đạm, kiểm soát dinh dưỡng. Thì bạn thấy có tiết chế đạm nằm đây, tiết chế đạm nằm trong này. Thì gì? Chế độ ăn đặc biệt của bệnh nhân thiên hợp là giảm đạm, chế giảm đạm. Cái bản này thì là bản tổng hợp số cái tiêu chí trong điều trị và thuốc, mình sẽ đi vào một số cái điều trị. Thứ nhất là chế độ ăn giảm đạm. Ta thấy là bình thường khi bệnh là bệnh hay kêu là gì? Cái bệnh kêu là ăn nhiều đạm hơn để chi? Ăn nhiều hơn thì tốt, mà đặc biệt là ăn giảm đạm. Tại sao giảm đạm? Bạn nhớ là có ba chất chuyển hóa của bạn có thể là đường, đạm và mỡ. Thì đường và mỡ chuyển hóa cuối cùng là sơ ăn là nước. Còn những chất chuyển hóa qua thận thì chuyển hóa đầu tiên là được thải qua gì? Qua thận. Đã tiếp neuron vẹn học rồi, những neuron chết rồi thì những neuron còn lại sẽ sao? Tăng hoạt động của bộ đó. Bây giờ là những cái chất chuyển hóa này quá nhiều, cần được thải nhiều thì những neuron nó càng phải hoạt động nhiều hơn, đúng không? Hoạt động nhiều hơn, do đó mà nó sẽ chết sớm hơn, chết sớm hơn. Vì thế đây hạn chế ăn đạm. Thì nếu độ lọc chưa có suy thận là trên 60 thì vẫn ăn bình thường.
dưới 60 thì có một chế độ ăn chung là 0.6 gram trên ký trên ngày. Nhưng mà lưu ý là trên 0.25 gram ký ngày là làm giá trị dưỡng cao, được chưa? Dưỡng cao trên 60 ký lượng đa đạm phù hợp là 36 gram đạm ngày, còn đó chưa đúng. Trong 36 gram đó bắt buộc tiêu chí là trên con nửa đó phải làm giá trị dưỡng cao mới đúng, được chưa? Nếu như bệnh nhân mà càng muộn bệnh nhân ăn không đủ đường đạm đó thì mình còn 0.3 thôi, người bạn bắt buộc phải bổ sung thêm sinh viên thiết yếu EAA ha, EAA là sinh viên thiết yếu. Trên thị trường thì nó có dạng viên, dạng bún á, thì viên lâm sàng tôi sẽ hỏi là cái dạng trình truyền này là gì, bao nhiêu gram đạm trong đó, màu gì, bạn có biết nó màu gì đó không, biết bệnh nó ra sao lâm sàng. Cuối cùng họ các bạn có viên lâm sàng không? Các bạn có, các bạn không phải lâm sàng. Lâm là gì? Cây hồi xưa là dừa một cây á, nhưng nằm dừa cây thì nằm dừa sắt. Các bạn giờ có đi lâm sàng, các bạn đi hành lang sàng và cầu thang sàng. Hỏi cầu thang mấy bạn được biết là tại nguyên nhóm thường người ngồi dài trên cái nhớ liền các em, nhóm em 10 người ngồi người bật hết á, 10 bật cũng không biết nước gì. Ví dụ như hỏi là furosemide, thuốc ánh khoa này là dùng tên là gì? Không biết. Và furosemide nó tên khác không biết luôn, tại có sao thuốc bao giờ đâu không biết. Hoặc là còn là tiếp tiếp là học thì lập ra câu trắc nghiệm ra có bộ đề con hỏi đấy. Bữa tôi hỏi thi giám đốc thì còn sắp như là bộ đề con hỏi thật. Các câu hỏi của tôi là bộ con hỏi của tôi hả? Tôi không nhớ, tôi coi để mà tôi hỏi lại nữa. Không biết bộ đề ở đâu ra nữa. Các bạn làm như là TDT thì bệnh nhân này đã hỏi cái đó là không khác là bệnh tùy theo tình huống bệnh nhân, phải hỏi cho đánh giá các bạn chưa đó là bệnh nhân khi được bạn là hỏi chức năng là gì, có độ thế nào, không phải gì. Mỗi câu đó trên mỗi bệnh nhân nó sẽ khác nhau. Các bạn sẽ nhớ là chế độ hạn chế có tám ha, có con nè, nãy liên quan đến lòng canxi có con, nên chế độ chế độ này người ta nói là phù hợp bệnh nhân sinh tân mạng. Tuy nhiên nếu như để bệnh nhân mà thiểu dưỡng thì càng đừng ăn hạn chế đậm, vì thế nó có rất nhiều trong chế độ, rất nhiều trong mặc dù có lợi ích. Ví dụ như là đừng giữ lợi như thế nào, giảm đạm để giảm đạm niệu, giảm đạm giảm acid cơ, tổng số acid, tổng số lipid trong máu. Chứ bạn thấy là hồi nãy là những chất chuyển hóa nó phải qua phần, bây giờ giảm đạm nhất đó thì nó sẽ để thiện thôi nha. Rồi những cái ra còn lại nó tăng hoạt động lên để thải những chất này. Thì nếu mà đã hoạt động thì tổn thương mất đạm rồi, bây giờ là tăng áp lực lên thì đạm phải tăng mất nhiều hơn, cũng không mất nhiều hơn, rất nhiều lợi ích. Dù liên quan đó là giảm huyết áp máu, tức là tịch có nhiều huyết áp tịch đỏ thì giảm được tốc độ sinh thần. Tuy nhiên cái nhánh ở đây cũng quan trọng, không kém là cung cấp đủ năng lượng cho bệnh nhân. Nếu không cung cấp đủ năng lượng thì bệnh nhân đưa vào tiểu đường là càng nguy hiểm hơn, chết càng sớm hơn. Vì thế có rất nhiều giống gia đình chán ăn đồ món nhiều, chán đồ món nhiều thì cái giống gia đình này ban đầu thì bằng cách là hầu như 100% bệnh nhân như là mẹ nằm viện đều lọt vô này chán ăn một đồ món chán ăn. Vì thế đồng nghĩa là khi đi thi những bệnh nhân mà bắt tao phải làm việc mình hỏi đi vô thì hầu như là sẽ chống định cái ăn đồ ăn gì giảm đạm hết, mà cái đạm này sẽ được sử dụng ở vị trí nào sau này các bạn ra trường về làm giám đốc trung tâm y tế xã thì các bạn lúc đó là chỉ của mình, bác sĩ gia đình và quản lý 10.000 dân, 20.000 dân gì đó. Trong đó bạn thấy là những bệnh nhân ăn này ở nhà ổn định gì đó mình sẽ điều trị chế độ ăn. Và lưu ý là cung cấp đủ năng lượng, như đó những trường hợp không nhận đủ năng lượng một ngày thì không có cho. Nhiều bạn lên hỏi thầy ơi, bệnh nhân này xin mạng cho đáp đường, bây giờ là đáp đường thì giảm đường rồi, đạm thì suy thận là giảm đạm rồi, giờ sau này thì bệnh nhân cho bệnh nhân 4.000 tô mỡ
Thì có ba chất tạo năng lượng là gì? Đường, đạm và mỡ, đúng không? Mà bây giờ là đường đã giảm rồi mà đạm cũng giảm nữa, thì muốn đủ năng lượng thì phải sao? Sáng tô mỡ, chiều tô mỡ, được không? Không được. Mình cuối cùng bệnh nhân nó sao lọt vô là gì? Chống chỉ định là không nhận được đủ năng lượng ngày, không nhận đủ năng lượng ngày, không nhận được nội, thậm chí là bệnh nhân theo quan kiên đường cũng không cho, tại sợ rất là thường dưỡng dưỡng. Ví dụ như là bình thường ăn là một chén cơm năm miếng thịt, giờ phải đổi là gì? Năm chén cơm một miếng thịt, đúng không? Bây giờ bạn ăn cơm ba cơm tháng không ta? Tôi thấy gì đó? Cơm phần đó, có không? Cơm thao có không? Nhớ ăn, các bạn đây có ăn cơm thao không? Ngày xưa là ngày xưa để nhận đủ, để nhận đủ năng lượng một ngày thì và cách là chuyển hóa là sử dụng là tinh bột thôi. Tại đường cũng có mà đạm cũng có, chủ yếu là ý tại vì mỡ cũng có mà đạm cũng có nữa, nên chủ yếu dùng đường tinh bột là cái thau chỗ quát cơ cũng là thường để phát cái thau này, mình lại tự bút tự sớm xong ăn phát thau lắm cũng thau nữa. Và khi ai ăn nhiều thì em ném lúc sớm em ném chút đi sớm bao thau thật kỳ. Và khi đó bạn biết là không có miếng thịt là nhỏ thôi, dù là thịt ra mặn đi đó, người ta làm rất là mặn để nó cứng và thịt chiên cũng mặn, sau đó mà nó rất là cứng cái mình để đó mình chan cái tương vô rồi mình lấy cái tương mình ăn lên, ăn nhìn cái thịt nó ăn sáu cái cơm, còn cái thứ bảy nó ăn cái thịt đó mà nó cứng quá dẻ rớt luôn xuống đất thì cuối cùng là mình đi ăn gì? Ăn đường thôi, ăn cái bột thôi, không biết cách nào mà nó đỡ suy thận hơn. Thì các bạn thấy là có rất nhiều trong gia đình, và một câu lâu đầu nhớ là hầu như tất cả những nhân nhập viện đều trong cái đang giảm đạm, do đó không sử dụng cho năng đạm những bệnh nhân mình khám trên sàn. Huyết áp thì huyết áp mục tiêu bạn nhớ là cơ chế chính tăng áp là đó là gì? Ứng muối và nước, đúng không? Vậy thì cái huyết áp mục tiêu cho bệnh nhân suy thận mạn là nó liên quan đến cơ chế này. Nó khác với huyết áp và tăng huyết áp vô gan trên tinh tinh si nó khác, được chưa? Và không áp tức là huyết áp trong tinh si được áp vô gan, còn huyết áp này là tăng huyết áp, này là tăng huyết áp có nguyên nhân, được chưa? Là tăng huyết áp thứ nhất thứ muốn và nữa thì mục tiêu này người ta dựa vào tiểu đạm nhiều nhất. Các bạn sẽ nhớ là tiểu đạm càng nhiều thì nhiễm áp càng thấp chút, tại vì khi huyết áp càng cao thì là áp lực cầu thận nó sẽ lớn, áp lực là lớn thì sẽ đạm sẽ đẩy ra nhiều đạm nước thì được chưa? Thì nhớ là trong này mình sẽ nhớ bạn là 13-8-180 số thần thánh, họ kêu đâu áp thì không to là áp mạnh đến 13-8 số thần thánh thì cộng 5 và trừ 5, cộng 5 và trừ 5 hỏi cộng 5 là thành 185 khi nào? Khi bệnh nhân lọc máu định kỳ, có nhiều lọc máu định kỳ thì khi bệnh nhân lọc máu thì phải lấy máu ra, được chưa? Lấy máu ra thì nguy cơ sẽ gây gì? Cũng khí áp, do đó chuyển cao nhất là cộng 5. Thì trừ 5 khi nào? Trừ 5 khi tiêu đạm nhiều quá, nhiều là trên 1 gram, trên 1 gram. Thì khi xác định mục tiêu của bạn coi là bệnh nhân có chỉ định lọc máu chưa, có chỉ định lọc máu là cộng 5 lên 135 trên 85, được chưa? Chưa định lọc máu, bây giờ tiêu đạm nhiều hết, tiêu đạm trên 1 gram bạn sẽ trừ 5 để làm 135 trên 75, và dưới 1 gram thì bạn giữ nguyên là 130 trên 80, cho dễ nhớ. Điều trị không dùng thuốc ha, và điều trị dùng thuốc, trong điều trị dùng thuốc này chỉ nói một số thuốc thôi ha, dùng lợi tiểu là thuốc chỉ định đầu tiên ha, định đầu tiên thường dùng thuốc lợi tiểu quay, không dùng lợi tiểu dưỡng kali. Nhưng trong này bạn thấy là bệnh nhân lọc máu định kỳ thường không nên dùng, thì chữ này đúng hơn là thường không nên cố gắng dùng lợi tiểu. Không cố gắng, cố gắng là gì? Cố gắng là bệnh nhân đó mà lọc máu định kỳ thì đa số trường hợp bệnh nhân sẽ vô hiệu, không hiểu được, mình dùng cũng không biết nghĩa gì cả. Chữ cố gắng là mình cố gắng mình dùng mà bệnh nhân đã vô hiệu rồi thì không
dùng nữa. Nhưng nếu bệnh nhân đó vẫn còn đi tiểu không vô niệu, đi tiểu ở trên mức vô niệu thì vẫn vô, mọi quý nha. Nhưng mà đa số trường hợp là không tiểu được. Các thuốc khác như dạng beta thì mình phải nhớ là cần thiết khi bệnh nhân có bệnh mạch vành kèm theo và dùng nhóm dạng beta thì hóa qua gan hay chuyển hóa gan. Dạng alpha beta thì thuốc này gây những cái tác dụng phụ hạ áp tư thế đứng nha, ít được sử dụng trên lâm sàng mặc dù tác dụng hạ áp rất mạnh. Thuốc thứ 9 anti không hại đến thận được dùng lâu dài. Vậy thì có cái thuốc này là thuốc không phải thuốc đầu tay nhưng mà dùng cũng được, dùng mà không tốt không xấu vậy thì nó sẽ khả năng là thành thuốc đầu tay của các bạn được. Dù chưa biết thuốc gì đâu biết cho bệnh nhân thì dùng thuốc gì anh chế càng gì đúng chưa. Vậy thì muốn dùng cái này thì phải đầu tay của mình phải gì họ coi một viên thuốc này tác động bao lâu. Nhiều bạn kia đi phê đi viên 20 mg một viên uống là phải mà này diễn đi phê đi viên này tác động bao lâu đúng chưa, thì mình phải học thêm nó tác động bao lâu để mình dùng nhiều cho phù hợp trong bố ra. Rồi những thuốc khác ví dụ như thuốc ức chế men kiện là chỉ định đầu tiên là bệnh nhân đáp đường có đàm hiệu không dùng, nhưng mà sau này công sách đã sửa là thận trọng khi nghe thận trọng cái này mình trong chỉ định trước đây mình không dùng là trên 55% ở nước ngoài trên 5, nhưng mà sau này tiêu chí sau này là tất cả các giai đoạn đều dùng được hết. Nhưng nhớ hai vấn đề là phải theo dõi về acid máu và kali máu chưa. Thì vai trò này dùng cho làm gì? Các bạn sẽ nhớ là khi dùng thì yêu cầu là giảm theo độ là còn thận, mà cái vai trò của thuốc ức chế men chuyển để mà hạ áp thì kém lắm. Thường ta dùng cho bệnh nhân suy thận rất là kém, thường ta dùng mục tiêu khác nhiều hơn mà đã kém mà còn giảm liều nữa, do đó mà nó thường mục tiêu khác nhiều hơn là liên quan đến đạm nhiều hơn nhiều hơn thành giá thế. Thì ức chế men chuyển thì nhớ là nó làm hạ huyết áp, bản thân hạ huyết áp không là đã làm giảm áp lực của thận và giảm đạm nhiều rồi đó. Mà nó khác hạ huyết áp khác là nó làm giảm mặt gì đi cầu thận, cái áp lực cầu thận càng giảm lên nên đạm nhiều sẽ càng giảm, đạm nhiều càng giảm. Mà hồi nãy là tiếp theo nguyên vẹn là những ăn còn lại phải có nhiệm vụ là gì, tăng hoạt động lên, tăng hoạt động lên mà có ăn cứ không cho tăng hoạt động cứ làm giảm áp lực làm không không thì dẫn đến là khả năng suy thận nó sao nó nặng hơn. Tại sao do đó nó theo dõi là gì? Là suy máu. Thứ hai là tại sao rồi kali là khi thận nặng hơn thì kali máu tăng và nó liên quan đến chu trình là renin angiotensin oxidase mà biết là không tạo ra nó cho mà chất giữ muối là kém nước mà. Nhưng mà chất nó cho ra đó nó phải kali thì chất tăng hạn kali. Vậy thì không giữ natri thì cũng không tăng hạn kali, cho nó kali sẽ sao? Ứng lại kali máu tăng. Thì là khi sử dụng thêm chuyện người ta yêu cầu mình phải theo dõi kali và renin. Vì thế khi đi thi mình không biết là thuốc ức chế men chuyển nó dùng cho bệnh nhân nó liều bao nhiêu phù hợp và theo dõi thế nào thì đừng nên đi dập, đừng nên đi trong tâm trung quốc mà nên chọn nhóm khác là nhóm gì đầu tay các bạn hồi nãy đó canxi là giữ chế men chuyển được không, hỏi thế chế men chuyển không thì bạn trả lời được xin thì trả lời không. Khi bạn đã ghi rồi là bạn gài đó, gài giám khảo đó thì bạn sẽ chuẩn bị câu hỏi. Và tôi thấy là có một cái môn đen là như kỳ đòi tổ tiên là các bạn có một cái trào lưu gì đó, biết trào lưu gì không? Thứ đen là một trào lưu là biến chứng cả áp phổi. Bây giờ một trào lưu là dùng chế biến chuyển là dùng lô sạc tăng, các bạn ghi ra lô sạc tăng các bạn dùng 3 viên nhân 3 là chứ không biết trào lưu đó đâu ra. Vậy coi lại thuốc cái chế biến chuyển nào phù hợp. Lô sạc tăng thì người ta sẽ dùng trong trường hợp nào? Rồi cái này tôi chỉ nhắc là một số phần cho các bạn đi làm gì tự học. Bây giờ học tính chỉ là bao nhiêu khả năng tự học rất là nhiều ha, nó còn phải tự học 10 bước đầu vào năm 2020 thuốc này thì nó sẽ đi nhiều tác dụng phụ, trong đó có những tác dụng phụ sẽ làm lẫn với biểu hiện thần kinh và cái món tăng là gì, lừ đừ buồn ngủ, lừ đừ buồn ngủ bệnh nhân uống giờ
xong mà nhân từ nhà hay là không có ăn thấy lừa lừa buồn ngủ quá, cái hôm sau đâu cho tắt bụng nó hút á, cái ngày sau mình vô bệnh nhân không còn đó, bệnh nhân chết rồi. Tại vì khi bệnh nhân có hiện thần kinh mà chứng nó tăng thì bắt bụng chỉ định là máu hút. Rồi hôm sau đâu cho hút thì người ta cứ để ngủ luôn chứ bệnh nhân ngủ luôn này, sao vô đâu hết được nữa. Vì thế mà khi cho thuốc này vào có tác dụng phụ này phải rất là dễ, nó dễ lầm lẫn. Điều kiện thiếu máu thì em đi mục tiêu là 10-12 gram để cứ lít ra. Có hai cách điều trị, thứ nhất là dùng theo cơ chế là các bạn hãy nói là thiếu chất gì, aromatin thì bắt buộc mình phải phụ bằng aromatin đúng không, phụ bằng cách là tiêm nó vào hoặc là dùng cái gì để tạo nó ra. Cái thứ hai là thiếu gì chuyện đó, thiếu máu thì truyền máu, chỉ định truyền máu khi bệnh nhân thiếu máu nặng dưới 16 hoặc là bên dưới 5 gram trên lít. Thì câu này các bạn cứ nên hiểu thế này, cái này tôi nói lớn là các bạn sẽ lưu ý nha, sau này các bạn thiếu nặng thì tôi ra câu trắc nghiệm đó là có cái hiện thiếu máu nặng và dưới 16 thì chắc bắt buộc phải tiền được chưa. Thì trên 16 thì biểu hiện lâm sàng của thiếu máu nặng thì cũng phải tiền được chưa. Khi bệnh nhân thiếu máu nặng thì máu, khi bệnh nhân thiếu máu nặng mở mặt hát cái đi dưới 16 hay bên dưới 5 thì bạn nhớ là dưới 7 là thiếu máu nặng rồi, nhưng mà trong cái mức mà dưới thiếu máu nặng mà dưới mở mặt này đó là không có hiện thiếu máu nặng dẫn thay tiền được chưa. Còn nếu mà thiếu máu nặng này biểu hiện lâm sàng dẫn thay tiền trên 5 mà có điều lâm sàng dẫn thay tiền được chưa. Thì cái chữ thiếu máu nặng này gồm hai cái là dưới 7, nhưng mà dưới 7 là trên 5 thì cần cộng lâm sàng của biểu hiện thiếu máu nặng, còn không có hiện lâm sàng thiếu máu nặng thì dưới 5 bắt buộc phải tiền được chưa. Có câu trắc nghiệm như thế là thiếu này nên hơi gì cho đọc cho hưởng điểm đọc đi mệt quá, cho đất nước còn niềm vui. Thì cái câu này là nên nghiệm nhớ như thế, tại vì cái chữ thiếu máu nặng là khi lâm sàng mà nó dưới 7 là thiếu máu nặng được chưa. Nhưng mà bản mặt HCT dưới này là ý nó là khi mà dưới 5 mà không cần có cái gì thiếu máu nặng dẫn thấy tiền thiếu máu nặng, thì là vừa biểu hiện gì đó cần lâm sàng mà vừa biểu hiện gì lâm sàng. Nhắc lại là trên đề án đường nói các bạn làm chứng hết luôn nha, có cái tương đối là cái câu là truyền máu, câu đó đáp án đúng là truyền một cầu lắm. Cái nhiều cái nhưng mà nhớ là cái chuyện xấu nặng là làm truyền máu người ta ngay chống cái đường điều trị đầu tiên. Thì cái này bạn nhớ là cái đường truyền máu thứ nhất là 20 viên dưới 5 gram trên lít hoặc cách ly 16 cũng phải truyền. Thì đường thứ hai là 20 viên trên 5 nhưng mà cộng thêm cái điều lâm sàng của gì thiếu máu nặng được chưa. Cái thứ ba là chống cái định aromatin thì nó cũng là đợt truyền máu và cái một lần mà tự nhiên ngân hàng của họ nó chạy ra câu này nó thiếu hàng nó tôi không có cho cậu niềm vui đâu nha. Trong điều trị thiếu máu thì nãy là bên cạnh cơ chế chính là thiếu aromatin còn rất nhiều cơ chế phụ khác, thì trước khi điều trị bằng aromatin người ta cũng còn phải kiểm soát những yếu tố khác trước khi điều trị aromatin. Ví dụ như bệnh nhân có bị viêm nhiễm mạng tính không, có cường đất hoạt động giao thông, những biểu hiện này sẽ ảnh hưởng đến điều kiện thiếu máu, người ta kiểm soát trước. Điều trị suy tim này thì trong này thì nhắc các bạn nhớ là mặc dù hiện tại thì đi gốc sinh rất sử dụng, tuy nhiên nếu có trình gốc sinh thì lưu ý là nếu sinh phải làm hai đường, thứ nhất là gan, thứ hai là thận. Mà đường thận kể như là tiêu rồi đó, một phần năm để lên thải ra. Và bây giờ không thải được rồi, chỉ còn thải qua đường gì? Đường gan. Và khi bạn học về điều oxy thì nhớ là liều tác dụng và liều động sao gần nhau, gần nhau. Một nghiên cứu trên 100.000 bệnh nhân toàn máu thì người ta thấy là những trường hợp mà sử dụng điều oxy thì chết sớm hơn so với khi mà không dùng điều oxy. Thì thế là cho rất là chỉ định rất là hạn hẹp và mạnh đồng. Và khi đã một lọc vaccine thì không thể lọc máu bằng mặt lọc thường thường được, mà phải lọc đặc biệt mới lọc ra được nha. Và lưu ý là bây giờ đánh cho cái vaccine này
điều trị đo máu thì dự trữ kiềm là 22 mét ha, thì bạn tính lượng kiềm thiếu bằng bù, bù bằng đang đi lên đầu huyết áp. Còn bạn khi mà thấy là pH giảm nặng quá không, cái này là khó điều chỉnh, tại mình phải điều nhiều lượng lớn đi khi còn đi đầu huyết áp mà nhân bị quá tải nữa thì chỉ định là máu cấp cứu luôn, nên chỉ định là máu cấp cứu. Điều trị bằng lọc máu này là chỉ định, cái chỉ định đầu tiên câu chỉ định này là suy thận mạng với độ lọc 10 đến 15 phút hay sớm hơn là dưới 15 đến 15 phút ở bệnh nhân đã có được, được chưa? Đây là chỉ định lọc máu định kỳ, được chưa? Thế thì khi bạn cần nói sau cùng là suy thận mạng giai đoạn dưới 10 là bao nhiêu giai đoạn mấy? 5, 10, 15, 50, 60. Dưới 5 là 4. 5 đến 10 là gì? 3B. Vậy thì bạn kiểm soát sau cùng là suy thận mạng giai đoạn gì? 3B, đúng không xem? Được chưa? Thì bắt buộc của nhân đó là dưới là chỉ định gì? Lọc máu định kỳ, lọc dưới 10, được chưa? Rồi, những trường hợp không lọc máu định kỳ, tức là trước giai đoạn 3B mà có những biểu hiện đe dọa tính mạng thì chỉ là máu gì? Cấp cứu. Nhưng mà máu cấp cứu này tương tự như trong suy thận cấp, chưa? Trong bài các bạn thì các lý niệm số can các cách lý niệm nó học nhiều các cứ bỏ vào đó giờ mà chỉ là cấp liên quan. Ngày xưa là suy thận mạng là tiến tiếp bệnh học hay tiếp điều trị hay tiếp, sau này cơ bản là bệnh học và điều trị gì ngay tiếp có lớp, hoặc là bệnh học và điều trị một tiếp có lớp, là suy thận đang cấp vào mạng một tiếp, tức là bài này suy mạng có nửa tiếp vô mở mắt lên là hết giờ rồi ha, giờ cấp vào mạng ha. Vậy thì cái này là bạn đang coi lên những bệnh nhân mà chưa phải là bệnh tiền mà hoàn thiện phát những cái tiền gây đòi là chết và tiền là máu cấp cứu hay là tiền là máu cấp cứu bằng cái là tình trạng là ure tiên tắc nhanh mỗi ngày này là cũng chỉ định chứ không có một phút hay không có một phút cố định là các bạn hay nó là trên 30 lần là câu đó sai ha. Tăng kali thì có chuyển hóa quá tải lý tích hạn hạn tiên thì một chút phê máu tăng này ha. Đây là cái máy lọc máu nè, thì là máu này thứ nhất có dưỡng rất cao, ure tăng nhanh mỗi ngày, cái này là gì? Tăng kali máu theo hướng điều trị hậu khoa. Tiếp theo con chuyển hóa bị đường biên cầu đắt hay gây quá tải lợi tết, cái này là gì? Quá tải rồi, cái này là khi lọc máu ta nhớ là phải có gì một cầu khó cầu cũng mặt đem cái gì mang sàng dính máu tăng, mà chỉ có một số cái gì mang sàng dính máu tăng mới có chỉ lọc máu không phải là khối là lọc ha, có một số cái gì thôi. Có hai phương pháp lọc máu này là thận nhân tạo và tổng cấp cứu này. Khi mà các bạn hỏi là có bao nhiêu phương pháp điều trị thay thế thận, bạn nhớ là có 3 phương pháp điều trị thay thế thận. Thứ nhất là gì? Ghép. Thứ hai là hai một là ghép thận và hai phương pháp còn lại là lọc máu hoàn thận. Được chưa? Phương pháp lọc máu hoàn thận thứ nhất là điều trị là thận nhân tạo, thứ hai là thận phân phúc mạng. Cái là hình bên đây là thận nhân tạo và hình đây là thận phúc mạng. Bạn thấy là cái cột này là màng lọc, màng lọc đó. Thì cái màng này bạn đi xuống dưới cái chỗ mà phòng lọc máu á, bạn thấy là nó là cái ống á, nó một cái ống trong nó có sợi chứa rất là nhiều sợi, sợi như sợi cước, mình giống sợi cước mình bị câu trong vậy đó, bó sợi đó. Thì cái những sợi đó thật ra nó là trong nó như vừa bút pin rồi đó. Thì bạn tưởng tượng là bạn lấy một bó bút pin màu đỏ, được chưa? Bỏ vào trong cái ống, bạn đổ nước vào đó, nha. Thì nước mình đổ vô là bị lọc, được chưa? Còn cái ruột mực, cái mực mà mực đỏ là máu. Vậy thì cái thành bút pin, cái viên thành bút pin là gì?
là nó ngăn chặn máu và bị lọc vào màng ngoài. Thì cái màng đó là màng kháng sống cho một số chất còn xương chất không qua. Rồi các cái nghe điện lấy cái đọc ra là các nhà ta bỏ thì lọc lỗ bụng, thì màng lọc là màng bụng, từ trên cao lỗ qua màng bụng. Đó là hai phương pháp lọc máu màng bụng. Thì các bạn, nếu các bạn học định hướng chuyên khoa thì sẽ có liên một cái bài này nhé. Rồi cái này đó, trên các bạn sẽ thấy là người ta khi lọc máu thì người ta phải mổ, còn đó là tĩnh mạch đó. Thì cái này là nói từ động mạch qua tĩnh mạch. Mục đích là gì? Động mạch hóa tĩnh mạch, tức là khi mà bệnh nhân lọc máu thì lấy đường máu rất là lớn và nhanh ra ngoài mạch máu để lọc. Và cái máy nó cũng muốn tới này. Thì nếu các bạn lấy, bạn thường bạn đi rút máu, kêu đi rút máu, bạn sẽ là khi bạn rút ra mà cái mạch không đủ máu thì bạn thấy rút ra sao? Cứng cái đai đúng không? Không rút được, bạn đương 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 để máu chảy, bạn rút tiếp, máy đâu có chờ được. Quay máy đó chờ hút được máu này đấy, có bạn rút liên tục. Vì thế mà khi mà bệnh nhân muốn lọc máu được thì cái kim lọc máu là lớn và phải đưa vào cái mạch lớn đủ đường máu, được chưa? Thì khi những trường hợp là có uống thì chỉ đưa vào những cái mặt lớn, ví dụ là những mặt là bèn hổ lớn, thì những trường hợp đó không có thể nào luôn có được cái căn đen kéo dài được, rất khó chăm sóc, thì phải đem cái mặt ra ngoài. Thì cái cách đem cái mặt ra ngoài, một là dùng cái làm cho cái tĩnh mạch bự lên đủ lấy máu, các cái hàng là ghép mạch máu. Thì cái cách thường làm nhất là làm cho tĩnh mạch nó bự lên, ta gọi là đào mạch hóa tĩnh mạch. Mà cách ta nối từ đào mạch qua tĩnh mạch thì áp lực động mạch nó lớn, nó sao nó bớt qua tĩnh mạch, từ từ cái tĩnh mạch nó sẽ sao nó phồng to lên và hoàn mèo cái đó mà bạn sẽ thấy là nó hoàn mèo. Mới đầu thì nó không hoàn mèo mà không rõ, mà càng về sau nó càng cái búi mạch lên ra, nên là bệnh nhân lọc lâu lắm thì lúc đó người ta mới đông, người ta lấy máu được. Thì bạn nhớ là khi mà cái mạch đó là đã làm cầu máu động tĩnh mạch rồi thì không đau gắt được, cái vòng không đau gắt được nữa. Còn các bạn sẽ đau gắt ở tay bên kia, đúng không? Tôi thí dụ như bệnh nhân này làm cái này nó hẹp, tắt cái làm lên bên này xong, cái ta phải làm bên này đúng không? Làm bên này thì bạn đau gắt ở đâu? Chân có đau gắt ở chân được chưa? Chưa thì phải làm. Nhưng các bạn yên tâm nhé, khi ta làm tới đây thì bệnh nhân đã chết rồi, kêu khổ bên này. Chừa cái bài này cho bạn đau gắt. Cái bài xin lần này là đến gắt. Bạn có cần nghĩ không? Nghĩ bài sau